Bà sẽ được đặt tên theo tên của bố. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, bà Elizabeth đã đặt tên con trẻ là Gioan, là tên gọi chính ông Zacharia xác nhận khi viết rõ ràng trên tấm bảng, vì ông câm không nói được. Thật vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta những trải nghiệm trong cuộc sống để tỏ cho ta biết chúng ta không phải là những con người làm chủ cuộc đời của mình. Cũng không thành vấn đề là trong cuộc đời đó có bao nhiêu sự kiện biến cố sẽ xảy đến, trong tay Chúa hết. Thiên Chúa cho chúng ta những dấu chỉ để ta xác tín đường lối của Chúa là đúng, có khi còn tốt đẹp hơn là chúng ta tưởng. Những gì tốt đẹp nhất Ngài dành cho mỗi con người của chúng ta, mỗi một hữu thể độc đáo, cho dù đó là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay bé. Như chúng ta thấy trong trường hợp con trẻ có tên là Gioan, nghĩa là Chúa ban ơn. Suy niệm lời Chúa hôm nay đặt ra cho chúng ta một vài câu hỏi. Chúng ta có nhạy cảm trước kế hoạch Chúa dành cho chúng ta không? Chúng ta đã sống thế nào đối với tên gọi của chúng ta, người Việt Nam, trong lòng dân tộc Việt Nam? Là Kitô hữu mang thánh giá trên ngực nồng nàn, là linh mục, là tu sĩ, chúng ta đã sống tên gọi đó thế nào? Và chúng ta có thường xuyên dành thời gian để phân định ý Chúa gửi đến cho ta không? Gioan Tẩy Giả đã sống trọn vẹn ý nghĩa tên gọi của thánh nhân, còn chúng ta thì sao? Hãy sống làm sao để áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Kính thưa Đức Hồng Y, thay mặt anh em linh mục, trong mùa hè có công tác hay đi xa cùng với đại diện các văn phòng cũng như là các sơ có mặt ở đây, chúng con cảm thấy như là một giáo phận thu nhỏ, không những giáo phận Sài Gòn mà còn có hai cha Nguyên và anh của giáo phận Cần Thơ, nơi Đức Hồng Y đã hoạt động và góp phần đào tạo linh mục. Từ năm 2014 đến nay là 9 năm Đức Hồng Y ở với chúng con, như là cây cao bóng cả, như là suối nguồn của kinh nghiệm
và nhất là lời cầu nguyện của Đức Hồng Y đã làm cho trung tâm mục vụ này được sinh động. Đức Hồng Y giống Thánh Gioan Tiền Hô là đã tiếp xúc với tất cả các giới chức ở trong xã hội, từ nhà cầm quyền đến các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, và trong giáo phận cũng là mọi thành phần dân Chúa đã được Đức Hồng Y chăm sóc ngày xưa trực tiếp trong việc lãnh đạo mục vụ, còn ngày nay vẫn tiếp tục trong đời cầu nguyện, trong thánh lễ mỗi ngày. Nhân dịp bổn mạng Đức Hồng Y, gia đình trung tâm mục vụ vui mừng có Đức Hồng Y ở bên cạnh. Đức Hồng Y đã không mừng được cái dịp kỷ niệm trước đây ở trong nhà thương, dịp bổn mạng này là chúng con được quay quần trong Đức Hồng Y, bên Đức Hồng Y là cái niềm vui của chúng con. Xin cho ước nguyện của Gioan Tẩy Giả là người phải lớn lên, Chúa Giêsu lớn lên, Thiên Chúa, sự sống của Chúa Ba Ngôi lớn lên trong Đức Hồng Y, để Đức Hồng Y trở thành cái niềm vui, nguồn gợi hứng và sự hiệp hành của Chúa trong giáo phận này, cách riêng cho gia đình trung tâm mục vụ chúng con. Giờ đây đại diện của gia đình trung tâm mục vụ xin dâng lên Đức Hồng Y đoá hoa lòng với nhân cái ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả là bổn mạng Đức Hồng Y. Chúc mừng một ngày hồng phúc. Cảm ơn quý cha anh chị em tất cả nhớ cầu nguyện cho tôi để Chúa ban cho tôi mỗi một ngày mến Chúa, yêu người nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tôn danh Chúa. Ông hỗ trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.